Nhờ ba mẹ mà con có được một cuộc sống đầy đủ sung túc hơn Trúc Mai, cũng có học thức hơn nữa. Vậy thì tại sao con phải đi níu kéo một người không hề yêu mình? Mẹ phải nhớ là con đá ông Khoa, chứ không phải là Trúc Mai giành ông Khoa từ tay của con. Nói vậy mà nghe được hả? Con nói như vậy đó, cho nên là mẹ đừng có đi tới nhà Trúc Mai để kiếm chuyện nữa. Hoa Phương, xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí VION. Mấy đang làm gì vậy? Mẹ, wow. Mẹ ơi, dừng lại đi mẹ. Buông tôi ra, buông ra. Cho dù bố mẹ con không chấp nhận thì con vẫn sẽ cưới Trúc Mai. Đám cưới của tụi con, cuộc sống của tụi con sẽ do tụi con quyết định. Sao mà kinh khủng quá vậy? Vậy là sắp có biến xảy ra rồi. Không được, không được. Mình phải đi trước khi mọi chuyện mà tệ hơn. Ủa? Mà ông ngoại có để lại cổ phần cho mình mà. Có cái đó, xem như là mình có bảo hiểm rồi. Để đâu ta? Để đâu rồi? Sao vậy? Định đi đâu vậy? Bữa giờ Sài Gòn nóng quá mẹ, cho nên là con đi nghỉ mát. Con có hẹn với mấy đứa bạn ở Phan Thiết á. Ở đó nóng hơn mà. Con quên mất. Tụi con hẹn nhau lên Phan Thiết, rồi sau đó sẽ đi xe đi Đà Lạt. Con đi về hôm nha mẹ. Mẹ, tưởng mẹ không biết là mày định đi trốn hả? Trốn? Con đi trốn hồi nào? Nói mau lên! Tại sao con với thằng Đăng Khoa lại chia tay? Con giành không lại với con nhỏ Trúc Mai đó hả? Cái gì mà giành không lại mẹ? Con không tức hả? Con nhìn lại con đi! Con thua kém gì nhỏ con Hoang đó mà để cho nó giành mất thằng Đăng Khoa hả? Sao con lại có thể để cho chồng sắp cưới của mình quen một đứa con gái khác? Chắc chắn là con nhỏ đó đã dùng thủ đoạn hèn hạ để dụ dỗ thằng Khoa rồi. Mà nếu con nhắm đấu không lại á, thì phải báo cho mẹ biết chứ. Nếu mà mẹ biết sớm á, thì mẹ đã cho con nhỏ mặt dày đó biết tay rồi. Mẹ nghĩ mẹ là ai mà mẹ có thể khiến cho người ta biết tay vậy? Nói cái gì vậy? Mẹ nói đúng rồi đó. Nhờ ba mẹ mà con có được một cuộc sống đầy đủ sung túc hơn Trúc Mai, cũng có học thức hơn nữa. Vậy thì tại sao con phải đi níu kéo một người không hề yêu mình? Mẹ phải nhớ là con đá ông Khoa, chứ không phải là Trúc Mai giành ông Khoa từ tay của con. Nói vậy mà nghe được hả? Con nói như vậy đó, cho nên là mẹ đừng có đi tới nhà Trúc Mai để kiếm chuyện nữa. Bây giờ mẹ cứ chia rẽ hai người đó thì con cũng không cưới ông Khoa đâu. Mẹ đã nói với con tại sao con phải cưới thằng Đăng Khoa rồi mà. Con bắt buộc phải cưới nó thì mẹ mới chắc chắn được cái chuyện xây bệnh viện ở Phú Yên. Mẹ không rút được kinh nghiệm gì từ cuộc hôn nhân của mẹ luôn á hả? Ba cưới mẹ chỉ vì tài sản của mẹ, ba còn nhẫn tâm bỏ rơi con của mình để cưới mẹ nữa mà. Không lẽ bây giờ mẹ muốn nhìn thấy con đi theo vết xe đổ của mẹ thì mẹ mới vừa lòng sao? Không phải đâu, mẹ muốn con... Con không có muốn. Nếu như lấy chồng chỉ vì muốn thừa kế cái bệnh viện thì thà con lấy một người nghèo nhưng mà họ yêu thương con thật lòng. Mẹ quên cái bệnh viện ở Phú Yên đi, mẹ từ bỏ nó đi. Mẹ cứ tìm đủ mọi cách để ép con phải cưới ông Khoa, con thấy ngọt thở lắm. Con biết là một mình mẹ phải chèo chống
để cả nhà này được sống vui vẻ. Rồi còn muốn cái bệnh viện ở Phú Yên đã khiến mẹ mệt mỏi lắm rồi. Bao nhiêu đây thôi mẹ, dừng lại ở đây đi. Dừng lại sao? Ai cho phép con dừng lại hả? Mẹ phải mất biết bao nhiêu công sức, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được? Đợi mà coi, người phải dừng lại là đứa con quan khốn kiếp đó, chứ không phải là mẹ của con đâu.